Chào mừng các em học sinh tiếp tục đến với video bài giảng trực tuyến của bộ môn công nghệ lớp 7. Trong tiết 22, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về nội dung gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng. Vậy thì sau khi cây rừng được tạo ra ở vườn gieo ươm, thì trồng rừng và chăm sóc rừng sau khi trồng sẽ được tiến hành ra sao? Hôm nay, thầy mời các em chúng ta cùng đến với tiết 23, chủ đề trồng và chăm sóc cây rừng. Trong chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu 3 nội dung kiến thức. Nội dung kiến thức đầu tiên là thời vụ trồng rừng. Nội dung thứ hai là kỹ thuật trồng rừng. Và nội dung thứ ba đó là chăm sóc cây rừng. Mời các em chúng ta đến với phần 1 La Mã, đó là thời vụ trồng rừng. Như vậy, thời vụ trồng rừng ở 3 miền Bắc, Trung, Nam có sự khác nhau. Ở miền Bắc thì người ta trồng rừng thường tiến hành vào mùa xuân và mùa thu, trong khi miền Trung và miền Nam thì người ta thường tiến hành vào mùa mưa. Vậy thì tại sao thời vụ ở ba miền lại có sự khác nhau như vậy? Thì các em chúng ta sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi sau đây. Câu hỏi số 1, cơ sở quan trọng để xác định thời vụ trồng rừng là gì? Cơ sở để xác định thời vụ đó chính là phải dựa vào khí hậu và thời tiết. Câu hỏi số 2, ở các tỉnh phía Bắc, nếu trồng rừng vào mùa hè và mùa đông có được hay không? Tại sao? Thì các em biết được rằng, ở các tỉnh phía Bắc vì mùa hè quá nóng, cây mất nước nhanh, trong khi đó cây lại mới trồng, rễ lại chưa hút được nhiều nước, đất trồng rừng để lại khô cằn, do đó cây dễ bị héo hoặc sinh trưởng còi cọc. Về mùa đông thì lại quá lạnh, có hiện tượng sương muối, chính vì vậy cây cũng mất nhiều nước và chết. Chúng ta đến với phần 2 La Mã, đó là kỹ thuật trồng rừng, đó là làm đất trồng rừng. Vì các em biết được rằng đất trồng cây rừng chủ yếu là đất đồi núi chọc, có độ dốc. Chính vì vậy, ở trồng rừng đây thì nó khác với trồng cây nông nghiệp, đó chính là phải có hố trồng. Vậy thì kích thước hố trồng ở đây nó gồm có những đặc điểm gì? Mời các em chúng ta đến với phần 1 nhỏ, kích thước hố. Các em quan sát bảng về kích thước hố trồng, thì ở đây kích thước hố trồng này gồm có hai loại, đó là loại 1 và loại 2. Loại 1 có kích thước là 30-30-30cm, đó là chiều dài, chiều rộng và chiều sâu. Loại 2 là 40-40-40. Vậy thì căn cứ tùy theo loại rễ của cây rừng mà người ta sẽ tiến hành đào kích thước hố theo loại 1 và loại 2 sao cho phù hợp. Kỹ thuật đào hố như sau. Các em quan sát các bức tranh trên bảng. Đầu tiên, người ta sẽ vạc cỏ và đào hố. Lớp đất màu mỡ thì để riêng ở bên miệng hố. Tiếp theo, người ta sẽ lấp cái lớp đất màu đã trộn với phân bón theo tỷ lệ thích hợp vào hố trước. Thứ ba, người ta sẽ cuốc thêm đất, đập nhỏ và nhặt sạch cỏ để lấp đầy hố. Vậy thì trong kỹ thuật đào hố này có những câu hỏi sau đây chúng ta cần phải làm rõ. Tại sao khi đào hố thì phải làm cỏ và phát quanh miệng hố? Các em thấy rằng vì cây cỏ hoang mọc nhiều, nó sẽ chèn ép và cạnh tranh ánh sáng, chất dinh dưỡng với cây con còn yếu, do đó cây sẽ sinh trưởng còi cọc, tỷ lệ cây sống không cao. Tại sao khi lấp hố lại cho lớp đất màu mỡ đã trộn phân bón xuống trước? Các em trả lời là vì đất trồng rừng phần lớn là ở đồi núi, bị rửa trôi rất là mạnh, thường khô cằn, thiếu chất dinh dưỡng. Do đó phải cho cái lớp đất đã trộn phân bón xuống trước để không bị rửa trôi, và nó có đủ chất dinh dưỡng cho cây phát triển mạnh trong thời gian mới trồng. Vậy kỹ thuật trồng rừng thì gồm có hai kỹ thuật. Một là kỹ thuật trồng rừng bằng cây con có bầu, và hai là kỹ thuật trồng rừng bằng rễ trần. Chúng ta đến với kỹ thuật trồng rừng bằng cây con có rễ bầu. Các em quan sát hình A, B, C, D, E, F. Đây là quy trình trồng cây con có bầu.
Vậy thì quy trình này như thế nào? Các em chúng ta chú ý. Đầu tiên là người ta sẽ tạo một cái lỗ ở trong hố đất có độ sâu lớn hơn chiều cao của bầu đất. Tiếp theo, người ta sẽ rạch bỏ vỏ bầu. Tiếp theo, đặt bầu vào lỗ trong hố. Bước tiếp theo, lấp và nén đất lần một. Lấp và nén đất lần hai. Và cuối cùng là vun gốc. Như vậy, trong quy trình trồng cây con có bầu này, có một số nội dung các em cần phải chú ý như sau. Vậy thì, đầu tiên là tại sao lại phải rạch bỏ vỏ bầu? Như các em đã biết được rằng là trồng cây con trong vỏ bầu á, thì nó sẽ tạo điều kiện cho cây sinh trưởng tốt hơn. Nhưng tại sao lại phải rạch bỏ vỏ bầu ở đây? Các em thấy được rằng rạch bỏ vỏ bầu này chính là để cho rễ cây phát triển thuận lợi hơn. Tại sao phải nén đất hai lần? Lấp đất nén đất hai lần như vậy thì để đảm bảo cho gốc cây được chặt và không bị đổ. Tại sao khi vun gốc đất ở mặt hố thì lại cao hơn miệng hố? Đây các em thấy này, phải cao hơn miệng hố này. Để khi tưới nước hay là mưa xuống đất đó, lún xuống bằng miệng hố, cây không bị ngập úng. Chúng ta đến với kỹ thuật trồng cây con bằng rễ trần. Vậy thì trồng cây con rễ trần thì gồm có những quy trình nào? Các em quan sát các bức tranh. Quy trình trồng cây con bằng rễ trần thì được tiến hành theo quy trình sau đây. Đầu tiên là tạo lỗ trong hố đất. Sau đó đặt cây vào lỗ trong hố. Bước tiếp theo, lấp đất kín gốc cây, nén đất và vun gốc. Các em quan sát lại bức tranh của kỹ thuật trồng rừng. Đây là trồng rừng bằng cây con có bầu và trồng rừng bằng cây con rễ trần. Các em quan sát hai bức tranh này, các em hãy so sánh. Vậy thì trồng cây con có bầu và trồng rừng bằng cây con rễ trần này có giống và khác nhau như thế nào? Về điểm giống nhau, cả hai đều trồng trong hố có đất sẵn và các bước đều làm giống nhau. Về điểm khác nhau, trồng rừng bằng cây con có bầu thì phải rạch bỏ vỏ bầu, nén đất hai lần. Còn trồng rừng bằng cây con có rễ trần thì không phải rạch bỏ vỏ bầu và nén đất chỉ có một lần thôi. Như vậy, sau khi mà trồng rừng rồi thì việc chăm sóc rừng sau khi trồng cũng vô cùng quan trọng. Vậy thì những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng thì gồm có những công việc nào? Mời các em chúng ta quan sát các bức ảnh ở trên màn hình A, B, C, D, E. Các em hãy cho biết hình ảnh mà các em quan sát đây là những hình ảnh mô tả những cái công việc chăm sóc rừng sau khi trồng, đó là những công việc nào? Các em thấy là hình A đây chính là tỉa và dặm cây. Hình B đây là làm cỏ, phát quang. Hình C là bón phân. Hình D là vun gốc. Và hình E là làm hàng rào bảo vệ. Và chúng ta đến với nội dung của từng biện pháp công việc. Đầu tiên là cái biện pháp là làm rào bảo vệ. Đối với biện pháp làm rào bảo vệ này á, thì người ta sẽ thường trồng các cây dứa dại hoặc một số cây khác để làm thành các hàng rào để bao quanh khu trồng rừng. Với cây trồng phân tán thì người ta thường làm bằng rào bằng tre, nứa hoặc là dây kẽm gai này để bao quanh từng cây.
Pháp thứ hai là biện pháp phát quang. Phát quang có nghĩa là sao? Có nghĩa là chặt bỏ dây leo và cây hoang dại chèn ép cây rừng trồng. Và làm cỏ là chặt loại bỏ cỏ dại xung quanh các cây rừng mới trồng. Và người ta thường tiến hành ngay khi trồng cây từ 1 đến 3 tháng, làm sạch cỏ xung quanh gốc cây. Hình tiếp theo đó là xới đất và vun gốc. Độ sâu xới đất là từ 8 đến 13 cm để không làm tổn thương bộ rễ cây rừng mới trồng. Biện pháp tiếp theo đó là bón phân. Bón phân là bón thúc phân ngay trong năm đầu luôn, kết hợp với xới đất và vun gốc. Và cuối cùng đó là tỉa và dặm cây. Nếu hố có nhiều cây thì chỉ để lại có một cây để giúp cho cây đó nó tập trung chất dinh dưỡng, giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Nếu như mà hố mà có cây chết á, thì chúng ta phải bổ sung thêm cây cùng tuổi vào. Chúng ta đến với phần bài tập kiểm tra củng cố. Bài 1. Sắp xếp các bước sau đây theo đúng thứ tự quy trình trồng cây con có bầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy, bằng kiến thức ở phần 2, quy trình trồng cây con có bầu, các em có thể sắp xếp được như sau. Tạo lỗ trong hố, thứ 5. Rạch bỏ vỏ bầu, 6. Đặt bầu vào lỗ trong hố, số 3. Số 1, lấp và đánh đất lần 1. Số 4, lấp và đánh đất lần 2. Và thứ 2 là phần vuông góc. Bài số 2. Quy trình làm đất trồng rừng là: kem lần lượt điền vô 1, 2, 3, 4, 5. Bước 1, vạt cỏ. Bước 2, đào hố. Bước 3, lấy đất màu trộn với phân bón. Bước 4, đổ đất đã trộn vào hố. Bước 5, cuốc thêm đất, đập nhỏ và nhặt sạch cỏ rồi lấp đầy hố. Như vậy, trong bài giảng ngày hôm nay, thầy đã hướng dẫn cho các em về nội dung cách trồng rừng và chăm sóc rừng sau khi trồng. Các em nhớ học bài và lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tương tác trong hệ thống e-learning của nhà trường. Đồng thời, chuẩn bị cho thầy bài tiếp theo, đó là khai thác và bảo vệ rừng, gồm có hai bài khai thác rừng và phục hồi rừng để chuẩn bị cho chủ đề tiếp theo. Chào các em, hẹn gặp các em ở trong các video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.